À, có rồi. Cá sấu đi. Biên giới Myanmar. Chào Tiểu Du. Không có gì, xem linh tinh thôi. Cô đang lo tiền thuốc thang của mẹ cô à? Yên tâm đi, mọi người cùng nghĩ cách. Không có khó khăn nào không vượt qua được. Ừ. Này, hai người làm gì mà mặt mày ủ rũ thế? Đây là chúng ta phát sóng trực tiếp sinh tồn dã ngoại, chứ không bị chết đâu. Thể hiện sự thân thiện của một streamer đi, cười lên. Thôi đi, nếu bọn tôi giống anh thì chết đói từ lâu rồi. Anh không nấm với anh ta làm gì? Anh là ông bầu của anh ta. Nếu anh ta còn vô lễ với anh thì anh trừ thẳng vào lương của anh ta. Ôi em yêu, xem lại tới đây. Anh bảo em đừng tới, em cứ đòi tới. Chẳng phải người ta nhớ anh sao? Bám đuôi thì nói là bám đuôi, tôi hiểu mà. Phụ nữ ấy mà, trời sinh không ưa người phụ nữ xuất sắc hơn mình. Tôi không xuất sắc bằng chị ấy. Tôi thấy anh bị mù rồi. Được rồi, được rồi. Mọi người đều làm streamer, đều cùng một kiểu người, phải hòa thuận với nhau. Đừng, đừng, đừng. Bọn tôi không cùng một kiểu người. Đáng ghét. Được rồi, mọi người nói chuyện đi. Tôi đi nghỉ một lát. Cậu làm gì thế? Cậu xin lỗi tôi đi. Xin lỗi. Hôm nay cậu không xin lỗi, cậu không xong với tôi đâu. Cậu, tôi cho anh một cơ hội. Anh nói lại lần nữa. Tha thứ cho cậu đấy. Cất dao đi. Ừ. Có sống rồi, có sống rồi. Chắc chắn anh không ngờ đây là nơi đẹp nhất em từng thấy. Em thích mọi thứ ở đây. Xin lỗi vợ. Là thế này, ông chủ bọn anh bảo bọn anh tới đây công tác, vậy nên không thể đi cùng em. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu, em đã quen rồi. Vợ à, anh hứa với em, lần sau nhất định sẽ đi cùng em, nhất định. Nhớ nhé, em phải tránh xa nơi nguy hiểm ra một chút. Yên tâm, em là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đấy. Anh đừng coi em là trẻ con nữa. Ở đây nhiều cá sấu con lắm. Tiếng chúng kêu giống tiếng sáo lần trước em tặng anh. Thôi, em phải đi chụp ảnh cho mấy bạn nhỏ đáng yêu đây. Này này này, cá sấu nhỏ à. Em cẩn thận, cá sấu bố và cá sấu mẹ tới tìm em. Bọn chúng là sát thủ máu lạnh. Cẩn thận nhé. Em phải đi chụp cá sấu con đây. Nói chuyện với anh sau nhé. Tạm biệt. Đụng phải rồi, đụng phải rồi. Cảm ơn. Ừ. Em không sao chứ? Xin lỗi, xin lỗi. Thuyền bị đụng phải.
Kính quạt có chút vấn đề. Có thể mọi người phải xuống đi bộ. Không phải chứ? Bọn tôi mua vé toàn bộ hành trình mà. Giờ bảo bọn tôi xuống đi bộ á? Đúng vậy, đúng vậy. Chỗ này cách điểm đến của mọi người không xa. Đi qua rừng cây này chỉ còn 20 km nữa thôi. 20 km. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Ôi, bỏ đi bỏ đi, xuống thuyền thôi. Đi nào. Phía sau mau đi theo nhé. Ôi, camera yêu dấu của tao, mày đừng xảy ra chuyện gì nhé. Không sao, không sao. Này, đợi tôi với. Xui xẻo thật. Trong nước này có cá. Lâm Tử Hâm, hai chữ đàn ông đối với anh ngày càng giảm giá trị à? Không phải, dưới nước có cá to. Mọi người xem này, đương nhiên trong nước có cá. Không nói cá nữa được không? Chỉ vài tiếng nữa là trời tối, chúng ta phải nhanh chóng tới điểm cuối. Đi thôi, cho hai chúng tôi theo với. Dọc đường cũng có người chăm sóc cũng được, đông người an toàn hơn. Kia là ai? Kẻ kỳ quái. Được rồi, đi thôi. Nhớ nhé, nghe tôi chỉ huy, đường đi nguy hiểm. Đi thôi. Mọi người xem này, dưới nước có cá to thật đấy. Anh xem này, chẳng lẽ có gà à? Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Vừa nóng vừa ẩm ướt, nhiều muỗi. Biết trước thì em đã không tới. Em nghĩ là đi du lịch à? Không cho em đi mà em cứ đòi đi. Hối hận chưa? Anh đừng nói em nữa. Chẳng phải người ta muốn ở bên anh sao? Này, hai người đủ rồi đấy. Nghe hai người nói chuyện tôi buồn nôn quá. Tôi thấy anh ghen ghét, đố kỵ thì có. Anh là lớp dự phòng bền vững. Cô nói lại lần nữa xem. Đừng nói nữa, trời tối rồi, đi thôi. Gì vậy? Ôi! Ôi tuyệt! Trời xanh có mắt, không tha cho ai. Tuyệt! Không sao chứ, không sao chứ, có bị thương không? Em không sao, không sao, không sao, chị Tiểu Du. Tuyệt đối không được lấy loại đàn ông vừa độc miệng vừa nhỏ nhen. Được rồi, đi thôi. Chị dìu em. Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì? Hình như truyền từ nơi chúng ta đến. Tiểu Du, có phải cô căng thẳng quá không? Không có à? Tôi cứ có cảm giác có thứ gì đó đi theo chúng ta. Không phải là cá lớn ở sông đấy chứ? Ôi mẹ ơi, xin anh đấy, anh có thể nói chuyện giống một người đàn ông không? Đáng ghét. Đi thôi, đi thôi, cá lớn đuổi tới rồi. Kỳ lạ, chẳng phải ông chủ nói bình thường đến bóng ma còn chẳng thấy sao? Không biết chừng ông chủ không chỉ tìm chúng ta. Vậy có nghĩa là chúng ta có đối thủ cạnh tranh à?
Nhưng nhìn dáng vẻ của bọn họ, chắc không thành mối uy hiếp cho chúng ta được. Để đảm bảo an toàn, tốt nhất là thế này. Tóm lại, nhất định không được để bọn họ tìm được nơi cắm trại trước chúng ta. Đi theo họ trước, trời tối rồi ra tay. Lưu Điền, buổi tối đi qua rừng quá nguy hiểm. Hay là tối nay chúng ta ở đây tạm một đêm đi, thế nào? Được, tìm một chỗ cắm trại. Nhưng tôi sợ buổi tối sẽ có dã thú xuất hiện. Nhóm lửa trước đi. Được. Đói quá. Nếu đi đâu tìm được ít đồ ăn thì tốt. Mọi người đều không mang đồ ăn à? Nếu tôi mang đầy đủ thì còn gọi là dã ngoại sinh tồn, còn gọi là cắm trại không? Lý Tử, đi tìm ít đồ mọi người có thể ăn được gì đây? Vâng. Chị Tiểu Du, chị có thể đi vệ sinh cùng em không? Em đi một mình hơi sợ. Cô đi tìm chỗ nước, xong tẩy trang đi. Đảm bảo ác linh trong phạm vi 3 mét sẽ bỏ chạy. Anh im đi. Chị Tiểu Du, cho chị cái này. Em cất đi. Vậy chị có thể đi vệ sinh cùng em không? Được. Chị Tiểu Du, lát nữa chị phải luôn nói chuyện với em nhé. Được, em cẩn thận nhé. Có chuyện gì thì em cứ hét to lên. Vâng. Sao chị lại tới tham gia chương trình thực tế dã ngoại sinh tồn này vậy? Vì tiền. Rất tầm thường đúng không? Không đâu. Em cảm thấy cực kỳ thành thật. Ít nhất tốt hơn nhiều so với những người vì tiền mà ra vẻ vì tín ngưỡng kia. Vậy em thì sao? Là vì Lưu Điền à? Xem ra em thích anh ấy thật. Lúc em chẳng có gì thì anh ấy tìm thấy em, cho em lòng tin, khiến em biết mình có thể trở thành một streamer xuất sắc. Em sẽ nhớ ân tình này của anh ấy cả đời. Ngốc à, với ai anh ấy cũng nói vậy. Ai? Sao thế? Sao thế? Sao thế? Sao thế? Có chuyện gì thế? Có thứ gì ở đó? Nào nào nào. Sao lại là cậu? Cậu nhìn trộm cô ấy. Tại sao cậu lại nhìn trộm cô ấy? Cậu biến thái à? Này, có chuyện gì từ từ nói. Chẳng phải cậu đi tìm đồ ăn ư? Sao lại ở đây? Anh nói tôi làm gì? Ồ, hiểu lầm thôi. Tôi nghĩ nó tìm đồ ăn rồi tìm tới đây, đã làm cô gái này sợ, đúng không? Mau xin lỗi người ta đi. Xin lỗi. Hiểu lầm đã được hóa giải. Mọi người về trước đi. Cứ cảm thấy chỗ này có gì đó là lạ. Không sao rồi. Mọi người về cả đi. Mau đi đi. Quả trứng này giống trứng cá sấu.
Nhưng sao lại to vậy? Còn tìm ở đâu thế? Bên cạnh hang núi kia. Chắc quả trứng này cũng khối tiền. Thế này đi, con đừng nói ra dội. Tới đêm bọn họ ngủ say, chúng ta qua đó xem. Vâng. Ở đâu? Ở đâu? Ôi, nhiều trứng thế này. Đừng ngay ra nữa, mau xếp đi. Mau xếp đi. Giờ có tiền, sẽ lấy cho con một người vợ. Con cũng không còn nhỏ nữa, nên lập gia đình rồi. Cười ngây ngô gì thế? Con muốn người như Châu Châu. Mẹ biết ngay con có ý đồ với con bé. Con đi nhìn trộm người ta hả? Không, không, không ạ. Con chỉ liếc qua một tí thôi. Rành con nhìn trộm một tí. Chờ có tiền thì phụ nữ nào chẳng có. Mau lên, mau lên, mau lên. Phát tài rồi, phát tài rồi. Hình như là Lão Dương. Lão Dương, bảo sao lâu lắm rồi không đưa món ăn dân dã cho chúng ta. Quá ra là trở thành món ăn dân dã của người khác rồi. Không hay rồi. Mau đi, mau 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 mau. Nhớ lấy, trong ngăn kéo thứ hai trên tủ có một cái thẻ, là để dành cho con lấy vợ. Mật khẩu là sinh nhật con. Cho dù xảy ra chuyện gì, con cũng phải chạy mau, chạy mau, chạy mau, chạy mau lên. Mày tới đây, tới đây, tới chỗ tao này, tới đây. Tới đây, tới chỗ tao này. Chạy đi, sao con còn chưa chạy? Con không thể như mẹ tiếp được. Chạy mau.
Ông xã, nơi này thật sự quá đẹp. Nếu bây giờ anh có thể ở bên em thì tốt biết bao. Đội trưởng, hình như phía sau có tiếng động. Tôi đi xem thử. Đồng tử, đồng tử, đồng tử, đứng im. Đi. Đội trưởng, ai thuê các người tới hả? Bọn tôi là lính đánh thuê, nhận tiền làm gì? Ai ngăn cản con đường tài lộc của bọn tôi, bọn tôi sẽ diệt trừ kẻ đó. Kẻ đưa tiền cho các người đã giao nhiệm vụ gì? Thay hắn tìm một thứ bị mất. Thứ gì? Một chiếc hòm. Trong hòm có thứ gì? Không biết. Chúng tôi thật sự không biết. Chủ thuê chỉ nói là sau khi tìm được hòm về có thể trả cho chúng tôi một khoản thù lao lớn. Những việc khác ông ta không nói nhiều. Bao đưa người của cậu. Cút đi cho tôi. Thế nào rồi? Chỗ tôi gặp phải tình huống đột xuất. Thứ anh muốn có thể phải muộn một chút tôi mới tìm được cho anh. Tôi không cố ý kéo dài thời gian. Quả thật tôi đã gặp phải vài vấn đề. Tóm lại anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được thứ anh muốn cho anh. Anh chỉ cần chuẩn bị tiền đầy đủ là được. Được, được, được. Được. Tiểu Du, tinh tồn giả ngoại chỉ là để che mắt. Anh có mục đích khác phải không? Tinh tồn giả ngoại, tinh tồn giả ngoại không phải để che mắt. Là thật đấy. Đây là chuyện riêng của tôi, cũng không liên quan đến cô. Tóm lại đến lúc đó, tôi sẽ không đưa thiếu tiền thuốc của mẹ cô một đồng nào hết. Chuyện này cô có thể yên tâm. Không sao đâu. Đu Điền,
Hả? Bảo sao anh dậy sớm thế? Thì ra là hẹn hò với người đẹp. Hẹn hò? Không có hẹn hò. Em đừng gây sự vô cớ nữa. Em không gây sự vô cớ. Anh nói chuyện quan trọng với Tiểu Du. Chuyện quan trọng gì? Bạn cưới gả cũng là chuyện quan trọng. Nói thật em không nghe, nói dối em cũng không nghe. Rốt cuộc em muốn nghe cái gì? Hai người thông đồng với nhau, em không thấy phiền hả? Rõ ràng là thông đồng với nhau. Nói thật hay nói dối đều không nghe. Rốt cuộc em muốn nghe gì chứ? Anh nói thật hay nói dối đây? Ngụy biện. Anh đang ngụy biện. Mấy người nhìn kìa, dưới sông có cá. Dưới sông tất nhiên là có cá rồi. Lẽ nào có gà chắc? Dưới sông có cá. Chạy mau, chạy mau. Chạy mau. Châu Châu, Tiêu Hòa. Chạy mau. Cẩn thận chút. Được rồi, được rồi. Quái vật đó không đuổi theo. Tôi đã bảo trong sông có cá. Mấy người, chẳng ai tin tôi. Anh gọi quái vật đó là cá. Anh bị ngu à? Cậu nói nhỏ thôi. Con cá đó còn chưa đi xa đâu. Tiểu Du đâu? Tiểu Du, Tiểu Du đâu? Lạc mất rồi, chẳng phải anh chạy cuối cùng à? Sao anh không trông cô ấy chút? Cậu còn nói tôi à? Nhìn thấy cái xấu phát, cậu chạy còn nhanh hơn gà. Tôi không phải gì. Ôi, đừng cãi nhau nữa. Mong Tiểu Du vẫn an toàn. Ê, các anh nhìn kìa, bên đó có căn nhà gỗ. Đến đó tránh chút, đi thôi. Cẩn thận chút. Nhìn xem, ở đây có thứ gì dùng được không? Trong này mùi rượu nồng quá. Các người ở đây làm gì? Sao bà lại ở đây? Con trai bà đâu? Đây không phải nơi các người nên đến. Cút ngay đi cho tôi. Sao bà lại thế hả? Quái vật kia đang ở bên ngoài. Giờ bà bảo chúng tôi đi, chẳng phải là đi nộp mạng sao? Đúng đấy. Các người muốn ở lại cũng được. Đến lúc đó đừng có hối hận. Này, bà ta làm sao thế? Sao rồi? Cô thế nào rồi? Bên này. Từ từ thôi. Anh làm gì đấy? Xem bị trật đâu rồi. Cố chịu chút nhé. Ban nãy người thổi sáo là anh à? Ừ. Cảm ơn anh đã cứu tôi lần nữa. Cũng không hẳn là vì cô. Vậy thì là gì gì? À phải, sau khi cô gặp họ rồi,
thì tốt nhất nên rời khỏi đây ngay. Các cô không nên ở lại chỗ này. Chờ tôi một lát. Chẳng có gì hết. Làm gì đấy? Chắc Tiểu Du gặp nguy hiểm rồi. Tôi phải báo cảnh sát ngay. Báo cảnh sát? Báo cái gì? Không có sóng đâu. Lát nữa tôi ra ngoài xem có sóng rồi báo cảnh sát là được. Không được, không được. Dành ra đó để chết à? Anh là người gọi Tiểu Du đến, đâu thể mặc kệ được. Vậy để tôi đi cùng anh. Không cần đâu, mình tôi đi là được. Cổ lại đi. Được. Không được, không được. Em không đồng ý để anh đi một mình đâu. Không sao đâu, yên tâm đi. Tiêu Hòa, anh trở nên hèn nhát như Lâm Tử Hâm từ bao giờ vậy? Ai hèn? Anh đấy. Tôi hèn lúc nào? Anh hèn nhát? Không hề. Anh rất hèn. Ơ này, cô bảo ai hèn? Tôi hỏi cô bảo ai hèn? Này, tôi phải cho cô biết thế nào là đàn ông đích thực. Đi, tôi đi với anh. Đi thôi. Ừ đi. Không sao đâu. Lưu Điền, anh đứng lại đó. Quay lại đây. Hai anh chú ý an toàn nhé. Anh... Nào, cô đứng dậy đi vài bước xem sao. Cách chữa mẹ của anh có tác dụng thật đấy. Mới đây đã khỏi rồi. Vậy thì tốt. Cô mau về gặp bọn họ rồi rời khỏi đây đi. Anh không muốn nhìn thấy tôi đến thế ư? Đi. Tên hèn nhát này. Anh chặn cửa lại. Rồi lát hai người họ về kiểu gì? Cô không thấy cửa sổ vẫn mở kia à? Cô cứ đứng nhìn thế à? Làm sao đây? Vẫn không có sóng à? Anh Điền, có sóng chưa? Sao thế? Hình như tôi thấy Tiểu Du rồi. Tiểu Du ở kia kìa. Vậy tôi đi xem thử. Tiểu Du, Tiểu Du, Tiểu Du, chạy đi. Của Tiểu Lý đó. Anh
Phải làm sao đây? Nhảy đi. Không được nhảy, anh Điền. Bảo sao lại bỏ tiền ra thuê mình đến tìm đồ? Quá ra là nguy hiểm chết người. Anh Điền, lát nữa cá sấu đến, anh đi trước đi. Nếu không chẳng ai trong chúng ta thoát được đâu. Được. Cậu, tắt đi, tắt đi, tắt đi. Tôi chưa từng thấy con cá sấu nào to vậy. Hình như là tiếng kêu của Lâm Tử Hâm. Có phải họ đã gặp nguy hiểm gì rồi không? Tôi đã bảo các cô không nên tới đây mà. Anh Điền, anh Điền, cẩn thận, mau lên. Anh Điền, anh là đồ khốn. Cút ra, cút ra, cút ra. Chúng tôi thật may mắn vì chưa bị bà thiêu chết. Hả? Tại sao bà ấy phải thiêu chết chúng ta? Anh nói dớ dẫn gì vậy? Bà ta muốn thiêu chết con cá sấu băng nãy, còn chúng ta chỉ là vật chôn cùng thôi. Anh ta nói thật sao? Tại sao bà lại làm thế? Tại sao tôi lại làm thế à? Tôi đã bảo các người đi đi, nhưng các người không đi. Con trai tôi chết rồi, tôi phải trả thù cho nó. Tôi trả thù cho nó là sai à? Các người làm vật chôn cùng là đáng đời, đáng đời. Bà ta điên rồi. Hai người có thể đi, để chiếc túi lại. Bà vẫn muốn dùng nó để hại người à? Không phải tôi đang bàn bạc với cậu đâu. Thank you.
Tiểu Du, Tiêu Hòa, Châu Châu, Phùng Kiệt. Ôi, anh ăn từ từ thôi, đâu ai giành với anh. Không có gì, cô nói tiếp đi. Mọi người phải cảm ơn Phùng Kiệt cho tử tế đấy. Nếu không nhận ấy thì mọi người đã chết trong bụng cá sấu rồi. Chị có thấy bọn Lưu Điền không? Anh ấy không đi cùng hai người à? Yên tâm đi, người như Lưu Điền sẽ không làm sao đâu. Cây sáo của anh đúng là báo vật. Có nó thì đám quái vật đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia chẳng còn đáng sợ nữa. Cậu nhầm rồi. Bọn cá sấu đó thông minh hơn các cậu tưởng nhiều. Trước đây tôi dùng sáo, tiếng sáo có thể kiềm chế chúng trên 15 phút. Nhưng mới nãy thì còn chưa đến 5 phút. Tôi nghĩ không lâu nữa con cá sấu khổng lồ kia sẽ phân biệt được tiếng sáo và tiếng cá sấu con. Con cá sấu này còn có IQ cao à? 5 phút không ổn rồi, vậy cô Lý gặp nguy hiểm rồi. Thiều chết mày. Mày cũng thử trải nghiệm cảm giác tận mắt chứng kiến con của mình bị người khác ăn thịt đi. Cá sấu, mau tránh ra. Tiêu Hòa,
Sao rồi? Nào, mau rời khỏi đây, đi. Tôi đã tìm thấy thứ mạnh muốn rồi, nhưng giá cả thì phải bàn lại. Ông chủ Lưu, anh đang đùa tôi đấy à? Nhưng anh không hề nói với tôi rằng ở đây có cái số khổng lồ ăn thịt người. Anh nói đi, muốn tăng thêm bao nhiêu? Gấp 3 lần giá cũ. Nếu không tôi sẽ bán cho người khác, tùy anh có tăng hay không. Ông chủ Lưu, anh điên đấy à? Được, tôi tin là sẽ có người trả giá cao hơn anh để mua thứ này. Để tôi nghĩ đã. Không cần nghĩ nữa. Số tiền đó và chúng tôi dùng mạng đổi lại đấy. Chốt. Đây mới là lựa chọn sáng suốt. Sáng mai anh chuẩn bị sẵn tiền đi. Chúng ta sẽ giao dịch tại bãi sông, ngoài địa điểm cắm trại. Nhớ lấy, tới một mình, đừng giở trò. Nếu không thì đừng hòng lấy được thứ anh muốn. Rõ chưa? Alo, Châu Châu, anh đang ở đâu? Mau về đi, Tiêu Hòa bị thương rồi. Mau lên, mau lên. Anh đang ở đích đến mà chúng ta đã chọn. Trên người Tiêu Hòa có bản đồ. Em đến chỗ anh đi, chỗ này khá an toàn. Bọn em sẽ đến ngay. Ừ. Khu vực nguy hiểm, cấm vào. Từ từ thôi, tôi sẽ kiểm tra cho cậu ấy. Không lạc quan lắm. Kiểm tra sơ bộ thì xương sườn có nhiều chỗ nứt, có thể còn xuất huyết nội nhẹ. Ở đây có sóng, hay chúng ta báo cảnh sát để họ cử thuyền đến cứu chúng ta? Đừng, đừng, đừng báo cảnh sát. Lâm Tử Hâm chết rồi. Tôi là người lên kế hoạch cho hoạt động này. Nếu cảnh sát đến thì tôi phải làm sao? Tôi không muốn sống nửa đời sau trong tù đâu. Đâu thể trơ mắt nhìn anh ấy thế này mà không làm gì. Cảnh sát mà đến, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột được tội. Được rồi, được rồi. Mọi người đừng lo, tôi sẽ nghĩ cách đưa mọi người rời khỏi đây. Hiện giờ bảo bạn của mọi người đừng cử động. Tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Phải làm sao đây? Tôi muốn nói riêng với Tiểu Du vài lời. Để cứu tôi mà bị thương thành thế này có đáng không? Lúc quan trọng tôi cũng đáng tin cậy đấy chứ. Làm người hùng cứu mỹ nhân không phải đều là người mạnh mẽ, cũng có người như tôi. Lúc này rồi mà anh còn tâm trạng đùa nữa. Tiểu Du, có câu này tôi luôn muốn nói với cô. Tiêu Hòa, chúng ta nhất định sẽ bình an ra khỏi đây. Chờ chúng ta ra khỏi đây rồi anh lại nói cho tôi biết được không? Vậy để nói sao vậy? Vậy anh nghỉ ngơi trước đi, tôi không làm phiền anh nữa. Có chuyện gì anh cứ gọi tôi. Được. Hâm mộ Tiểu Du quá. Có một người đàn ông vì chị ấy mà có thể bất chấp tính mạng. Châu Châu, em yên tâm, em cũng có. Thank you.
Lưu Điền này xin thề sẽ luôn luôn bảo vệ tốt cho Châu Châu, không để em ấy gặp bất cứ nguy hiểm nào. Nếu không thì không được. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Em tin anh. Cái này sao thế? Có phát hiện gì à? Chiếc máy ảnh này là chiếc tôi tặng vợ tôi. Trước khi mất tích, cô ấy luôn dùng nó. Sao nó lại ở đây? Vậy thì hay là mở ra xem thử, biết đâu lại có manh mối gì. Tôi thử rồi, đã hết pin từ lâu. Tôi có sạc dự phòng. Cô có à? Là một streamer, thiếu gì cũng được, nhưng không thể thiếu sạc dự phòng. Cầm đi. Đại ca, hàng anh cần. Thù la của các anh em. Cảm ơn đại ca. Huy, thả tôi ra. Các người thả tôi ra. Thả tôi ra. Các người thả tôi ra. Các người là ai? Thả tôi ra. Tôi ra. Huyên Huyên. Đại ca. Các người là ai? Cô ta là ai? Không phải tôi. Đây chính là an toàn mà cậu nói à? Đại ca, tôi rất thất vọng. Đại ca. Đại ca, làm sao đây? Làm sao à? Làm sao mà cậu hỏi tôi? Làm sao? Làm sao? Cậu muốn chết à? Đại ca, tôi không muốn chết, đại ca. Vậy cậu tự xử lý đi. Vâng, vâng.
Huyền Huyền. Cô là ai? Anh à, anh tha cho tôi đi. Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Anh à, anh tha cho tôi đi. Rốt cuộc cô là ai? Tôi thực sự chỉ đi ngang qua chụp ảnh thôi. Cô là ai? Cô là ai? Phùng Kỳ. Đau không? Nhịn một chút. Nhịn một chút. Đau lắm nhỉ? Vật thí nghiệm của chúng ta còn đang đói nhỉ? Giúp cô ta cho vật thí nghiệm đi. Giọng nói này quen thế nhỉ? Tôi không nhớ. Tôi không nhớ. Tôi nhớ. Nhớ thì nói cho tôi biết. Ngày mai anh định làm gì? Tự tay đâm kẻ thù. Thật sự có thể quá giải khúc mắc của anh sao? Tôi tin vợ anh cũng không muốn nhìn thấy anh mạo hiểm thế này vì cô ấy. Vậy tôi có thể làm gì đây? Tôi là chồng cô ấy, nhưng lại không thể bảo vệ cô ấy. Thậm chí đến hôm nay tôi mới biết cô ấy đã bị tổn thương nặng nề như thế. Tôi biết phải làm thế nào rồi. Cô mặc kệ tôi. Thật ra nó tìm đến chúng ta rồi. Cô mau rời đi theo họ đi. Tôi dụ chúng đi. Phương Kiệt, anh cẩn thận chút. Đừng đi. Anh cố chịu chút. Sao mấy người còn chưa đi? Không phải bảo mấy người đi sao? Chúng tôi đâu thể bỏ mặc Tiêu Hòa được. Còn lại mệt cái gì? Cứ đó mà tỉnh lại thì không ai đi nổi đâu. Mọi người đi trước đi. Tôi và Phùng Kiệt sẽ tới ngay. Đúng đúng, mọi người đi trước đi. Tôi về cô ấy. Đi, đi đi. Vậy hai người cẩn thận chút. Được, đi đi. Tôi cõng cậu đi, chờ chút. Sao thế? Anh nói thật đi. Dẫn tôi theo. Có phải mọi người đều có thể sẽ không chạy thoát được không? Đưa sáo cho tôi. Cậu muốn làm gì? Làm chuyện cuối cùng tôi có thể làm cho Tiểu Du.
Mặc dù tôi không cam lòng, nhưng xin anh hãy chăm sóc tốt cho Tiểu Du. Còn nói lung tung gì vậy? Đừng nói lung tung nữa. Mau đi thôi, nếu không sẽ không đi được nữa. Đưa tôi. Hết thời gian rồi. Anh nghĩ đi. Nếu bây giờ anh là tôi, Tiểu Du là vợ anh, một người đàn ông như anh không chăm sóc được cho người con gái mình thương thì sống còn có ích gì? Nếu bây giờ anh có thể ở bên em thì tốt biết bao. Đây cũng coi như là vật quan trọng nhất của anh nhỉ. Tôi sẽ dùng nó thật tốt. Yên tâm đi. Chú ý an toàn nhé. Tôi cũng giao người quan trọng nhất của tôi cho anh rồi. Chúng ta đi thôi. Tiêu Hòa đâu? Cậu ấy có lựa chọn của riêng mình. Chúng ta đi thôi. Chiếc xáo của anh đâu? Chiếc xáo của anh đâu? Chiếc xáo của anh đâu rồi? Chúng ta phải tôn trọng lựa chọn của cậu ấy. Đi thôi, nơi này quá nguy hiểm. Được, Tiêu Hòa. Vẫn bị mày tìm thấy rồi. Trò chơi trốn tìm này tao thua rồi. Trò chơi kết thúc. Tiêu Hòa, đi, nguy hiểm, đi thôi. Tiêu Hòa, đi thôi. Tôi thật sự không ngờ ở đây mạnh còn sống được. Này, cẩn thận chứ. Báo cáo, vật thí nghiệm mất kiểm soát rồi. Cá sấu mất kiểm soát rồi. Cá sấu mất kiểm soát rồi. Chạy mau, cá sấu mất kiểm soát rồi. Chạy mau, cá sấu mất kiểm soát rồi. Cá sấu tới rồi. Đúng là tôi có mang đồ đến, nhưng có đưa cho anh hay không thì phải hỏi cậu ta.
Lên đi. Anh có ý gì? Ý gì nữa? Lên đi thôi. Tôi không thể bỏ rơi Phùng Kiệt được. Cô đừng hành xử theo cảm tính. Cô mà không lên thì đừng hối hận đấy. Em đi với anh. Mày là ai? Người giết mày. Hôm nay bỏ mạng tại đây đi. Hắn đá mày rồi. Không phải người chung đường. Không được để kẻ nào sống sót. Nghe tôi, vào trong rừng, mau lên. Chuyện gì thế? Không phải chứ. Lưu Điền. Lưu Điền. Cứu em với. Lưu Điền. Chờ anh. Em không biết bơi. Mau đến cứu em. Tiền của mình đâu? Em không biết bơi. Em chờ một chút. Lưu Điền, em sắp không chịu nổi nữa. Cứu em với. Em không biết bơi. Châu Châu. Chúng đuổi tới rồi. Mau tìm một nơi an toàn trốn trước đã. Anh cẩn thận đấy.
Phùng Kiệt, anh đừng tới đây. Phùng Kiệt, anh mau chạy đi. Mày vẫn chưa quay về nhỉ? Một liều chất độc này của tao đủ để nó chết trăm lần. Có gì thì cứ nhầm vào tao, đừng hại cô ấy. Phùng Kiệt, cẩn thận, cẩn thận, Phùng Kiệt. Tránh ra, tránh ra. Phùng Kiệt, cẩn thận, đi mau, cẩn thận. Nó chết rồi sao? Chưa chắc. Mau đi thôi. Anh vẫn sẽ đến báo thù nữa sao? Tôi đã hứa với bạn cô, sẽ bảo đảm cô được an toàn. Đưa cô rời khỏi đây trước đã. Những chuyện khác tính sao? Vậy chúng ta có còn gặp lại nhau nữa không? Đi thôi. Lên đi.
Tặng bó hoa này cho em. Cảm ơn. Mẹ, chúc mẹ sớm khỏe lại. Cảm ơn. Của em.